đó là mình sẽ học thêm về những cái thói quen người thành công. Thì theo như chúng ta biết là cái thói quen của người thành công ấy, những cái thói quen liên tục nối tiếp nhau thì nó sẽ tạo nên một con người thành công, đúng không ạ? Thành công đến từ những thói quen liên tục. Còn những cái thói quen mà những thói quen không thành công này thì nó sẽ tạo ra một con người không thành công. Còn nếu chúng ta có thật là nhiều những thói quen thành công thì bản thân chúng ta sẽ trở thành con người thành công. Thói quen thành công, những thói quen thành công rất quan trọng. Ngày qua chúng ta đã học cái gì ạ? Các anh chị nào ghi chép ngày hôm qua mình có thể nhắc lại không? Hôm qua thì mình có chia sẻ về hai thói quen, đúng không ạ? Xong rồi còn tổng kết cho các anh chị trên Zalo nữa. Thứ nhất đó là người thành công họ sẽ tập trung vào những cái ở thời điểm hiện tại, tập trung ở thời điểm hiện tại, và họ không có sự chần chừ do dự. Họ sẽ có mục tiêu xác định rõ ràng, và họ muốn là đặt ra mục tiêu và làm ngay lập tức chứ không có sự trì hoãn. Trân trọng hiện tại, không có trông chờ vào ngày mai nha. Học rồi là phải hành nha các anh chị, học rồi phải hành. Hôm nay các anh chị đặt ra mục tiêu gì thì mình phải cố gắng là mình làm cho xong. Đừng có để qua ngày mai nha. Rồi, thói quen thứ hai của người thành công đó là họ sẽ có cái thái độ tích cực. Thái độ tích cực, gọi là hôm qua thì anh Cao Khánh có câu gì thái độ thì hơn gì, thái độ thì hơn trình độ, đúng không? Giữa giữa cái thái độ và giữa trình độ thì chúng ta phải chọn chọn người có thái độ tốt, chứ không phải là chọn người có trình độ tốt. Trình độ chỉ là một phần thôi, trình độ đi một phần để chúng ta có thể nhận định một người chúng ta có nên tuyển dụng hay không. Còn để tuyển dụng một người mà để làm việc cùng mình này, hay để chọn đối tác này, kể cả các anh chị phải chọn chọn khách hàng cũng phải chọn lựa nha các anh chị, thì chúng ta phải chọn lựa những người mà có thái độ tốt. Thái độ tốt nó biểu hiện ở đâu? Nó là cái việc mà tôn trọng mọi người. Dạng như giữa nhân viên với sếp đi thì phải biết tôn trọng sếp, hay là biết tôn trọng đồng nghiệp, biết tôn trọng cộng sự, tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác tác và một cái thái độ là thái độ kỷ luật. Hay là chẳng hạn như một người mà có thái độ là nói được là làm được, nói là làm, cái thái độ và một cái thái độ rất quan trọng đó là thái độ chịu trách nhiệm, và họ là người có một cái tinh thần, một thái độ rất tích cực và luôn luôn hướng về mục tiêu. Bất chấp thị trường, họ sẽ vượt qua những thách thức và họ hành động mạnh mẽ. Đó là một cái thái độ những người thành công nên có. Và khi chúng ta có những cái thái độ tích cực như vậy thì chúng ta sẽ thu hút về những cơ hội. Cơ hội thì đến từ con người, đúng không anh chị? Và ai cũng mong muốn là muốn làm việc với những người có thái độ tích cực, muốn làm việc với những người mà cười mỗi ngày, chứ không có ai thích làm việc hay nói chuyện với những người mà nhăn nhó mỗi ngày, đúng không anh chị? Nên là chúng ta phải có cái thái độ tích cực, thái độ tích cực và thái độ tốt, thái độ tôn trọng mọi người và chịu trách nhiệm nha. Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái thói quen thành công thứ ba, đó là một cái thói quen cũng rất là ít người biết. Có thể là các anh chị ở đây nhiều anh chị học lâu rồi thì sẽ từng nghe, nhưng mà nhiều anh chị mới học thì sẽ chưa có nghe. Đó là người thành công họ có một thói quen đó là làm việc thông minh, hay là mình có cái câu tiếng Anh đó là work smart ấy. Họ sẽ chọn lựa làm việc work smart, là làm việc một cách thông minh và khôn ngoan. Work smart các anh chị. Và tại sao cái này nó lại quan trọng? Có rất là nhiều người nói vậy, hay là từ khi còn bé thì mẹ Nguyên hay bảo là ai con hãy chăm chỉ học tập đi, chăm chỉ cần cù nó bù thông minh, chăm chỉ cần cù thông minh, hay là người nào làm chăm chỉ thì sẽ đạt được có kết quả, làm chăm chỉ đi, làm chăm chỉ thì sẽ được tăng lương, sẽ có tiền, kiểu như vậy. Nhưng mà chăm chỉ thôi không có thể nào giúp các anh chị giàu có được. Và chúng ta chỉ có một người chỉ có 24 tiếng một ngày, 24 tiếng một ngày và 7 ngày trong một tuần. Vậy thì tại sao ai cũng có một cái khoảng thời gian như vậy, nhưng tại sao có những người mà họ thu nhập chỉ có 5 triệu, có những người thu nhập lại 50 triệu, có những người thu nhập là 100 triệu hay là 5 tỷ? Tại sao lại như vậy các anh chị, trong khi cùng một khoảng thời gian? Và nếu như mà chúng ta nghĩ là làm việc cần cù chăm chỉ mà có thể giàu được thì không thể, thì đây là một cái sự rất phi lý anh chị.
Ví dụ như là giờ việc mà chăm chỉ thì chúng ta sẽ dùng cái gì để chúng ta chăm chỉ các anh chị? Chúng ta sẽ dùng cái sức lực của mình hay là sức khỏe của mình và cái thời gian của mình. Thì bây giờ mình biết là thời gian là nó cố định rồi, ai cũng có như ai cả. Vậy thì mỗi người đôi khi sẽ khác nhau về sức khỏe. Sức khỏe. Nhưng mà thực sự là sức khỏe thì có thể là có người là khỏe hơn, có người ít khỏe hơn một tí xíu, nhưng mà không thể nào mà có cái sự thay đổi như là một người mà kiếm 5 triệu, một người kiếm 5 tỷ được. Sức khỏe của mình có một người nào mà nó có sự dao động nhiều như vậy không các anh chị? Có một người nào mà thực sự khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh, có thể làm việc hết công suất, và một người là không có sức khỏe cho nên làm xìu xìu hơn, cho nên chỉ kiếm được 5 triệu. Và mình có thể thấy là cái việc mà mình làm được thu nhập cao hay không á, nó không phải là dựa vào sức khỏe của mình, mà nó dựa vào cái gì các anh chị, và cũng như là sức khỏe này, hay là chúng ta lao động tay chân này, thì tay chân của mình nó mình làm việc nhiều mình có cảm thấy mỏi không các anh chị, có thấy mỏi cơ không? Nhiều khi là còn phải nạp thêm rất là nhiều dinh dưỡng vào để có thể là lao động bằng tay chân được. Thì cái gì mà khiến cho tại sao cùng một khoảng thời gian cùng những cái sức khỏe có thể hơi gần như tương đương nhau, nhưng mà tại sao có nhiều người lại thu nhập cao, nhiều người lại thu nhập thấp? Đó là do có sự khác nhau ở trí tuệ anh chị, ở trí tuệ hay là mình còn nói là cái sự khôn ngoan, cái sự lao động thông minh. Ai có cái cách làm thông minh hơn ai thì sẽ có cái năng suất làm việc hiệu quả hơn. Ở đây là do cái trí tuệ những anh chị. Và khi mà mình nói đến trí tuệ thì mình sẽ có cái biên độ dao động rất là có rất nhiều người họ rất thông minh, nhưng có rất nhiều người họ ù lì, và có rất nhiều người họ rất là giỏi, họ biết rất là nhiều thứ, nhưng có nhiều người họ chỉ biết mỗi cái công việc chuyên môn của mình thôi, thậm chí là công việc chuyên môn họ cũng làm không tốt nữa, nhưng mà có nhiều người thì hỏi đến lĩnh vực nào họ cũng biết làm. Thì cái việc mà tại sao có người giàu và có người không giàu thì nó là do về cái trí tuệ của họ. Và nhưng mà nói đến trí tuệ thì không phải là chúng ta bây giờ chúng ta sinh ra xong mình đo là mình có chỉ số IQ cao thì mình nghĩ là mình có thể giàu có hơn những người mà có cái chỉ số IQ thấp hơn, mà là cái trí tuệ ở đây kết hợp với việc là mình phải làm việc, nên chị mình phải dùng trí tuệ của mình như thế nào, và mình phải dùng trí tuệ của mình để mình làm việc một cách khôn ngoan, làm việc một cách thông minh. Thì cách làm việc thông minh thì sẽ cho các anh chị được cái kết quả tài chính lớn. Và mình ở đây là mình sẽ cạnh tranh nhau ở trí tuệ, chứ mình sẽ không cạnh tranh nhau ở sức khỏe của mình, ở sức lực của mình, hay là đặc biệt là về thời gian. Thời gian ai cũng có như nhau rồi. Nha, ở trí tuệ của mình. Hay là mình sẽ nói đến một cái điểm nữa, đó là có một số người họ sẽ có những cái năng khiếu. Năng khiếu, ví dụ như là năng khiếu hát này, năng khiếu nhảy này, năng khiếu vẽ tranh này, năng khiếu thiết kế này, những cái năng khiếu, hay là cái năng khiếu giao tiếp này, một số những cái năng khiếu. Nói chung là mỗi người sẽ có những cái điểm mạnh nào đó, mà đôi khi cái điểm mạnh đó chính là cái năng khiếu đó của họ. Hát hay là chơi thể thao giỏi này, tức là họ sẽ có một số những cái nguồn lực có sẵn. Và nếu như rất là nếu như nó sẽ thông minh, nếu như mình làm việc dựa trên chính những cái điểm mạnh này, đúng không ạ? Ví dụ như là các anh chị mà có một cái năng khiếu nào đó đi, chẳng hạn như Nguyên thì Nguyên có năng khiếu vẽ, cho nên là mình học môn vẽ thì nó nhanh hơn tất cả những môn khác. Học vẽ thì nhanh lắm, 10 phẩy các anh chị, 4 năm đi học ở cấp 2 là môn vẽ 10 phẩy vẽ 10 phẩy, còn những môn khác thì hên xui ha. Thì khi mà các anh chị có năng khiếu một cái lĩnh vực nào đó thì anh chị sẽ làm nó nhanh hơn, và kết hợp với sự luyện tập của mình nữa. Thường thì mình sẽ, nếu mà mình có một cái tài năng nào đó đặc biệt và mình đẩy được cái tài năng đó lên thì nó sẽ dễ hơn việc là mình đẩy được cái điểm yếu của mình. Các anh chị có đồng ý không ạ? Hay là giữa cái việc chọn là tăng thêm cái điểm mạnh hay là bù đắp cái điểm yếu, thì thường nha, chúng ta phải khôn ngoan, tức là chúng ta phải tập trung phát triển điểm mạnh của mình, chứ mình đừng tập trung là mình phát triển cái điểm yếu nha. Một sự lựa chọn khôn ngoan, kể cả trong khi các anh chị làm việc với nhân sự của mình này, các anh chị phải nhìn ra là nhân sự của mình này họ có điểm mạnh gì, và mình tập trung phát triển cái điểm mạnh đó của họ, chứ mình đừng chăm chăm vào những cái điểm yếu.
đừng chăm theo vào điểm yếu của người ta. Tại vì các anh chị kéo cái điểm yếu của người ta nó sẽ chưa hề dễ bằng cái việc là mình tập trung mình khai thác cái điểm mạnh đó. Giống như là một người, ví dụ như Miss Chim Phạm thì giỏi giỏi giao tiếp đi, thì mình cho Miss Chim Phạm đi đi tiếp khách ký cái hợp đồng chẳng hạn, nhưng mà rất là giỏi giao tiếp nhưng mà lại cho đi làm kỹ thuật, nó là không đúng. Cho nên là mình phải biết nhân sự của mình, hay các anh chị quay lại, các anh chị biết bản thân mình có cái thế mạnh gì, và các anh chị tập trung phát triển cái thế mạnh đó thì nó sẽ nhanh hơn cái việc mà chúng ta tập trung phát triển cái điểm yếu. Tuy nhiên nhá, tuy nhiên như thế này nhé các anh chị, thì giống như là Nguyên thì Nguyên có điểm mạnh của mình là vẽ đúng không? Và Nguyên có điểm mạnh của mình là những cái ngành về nghệ thuật, Nguyên làm thiết kế rất là tốt. Tuy nhiên, thật sự là mình làm thiết kế rất tốt các anh chị. Gọi là làm thì không có chỗ nào mà chê được cả. Nhưng vấn đề là nhỡ như mà cái điểm mạnh của các anh chị mà không giúp cho các anh chị đạt được cái sự thành công về tài chính thì sao? Thì cũng giống như Nguyên bây giờ thôi, thì cũng phải đi 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 phát triển thêm những điểm mạnh khác. Và giống như là cái điểm mạnh của Nguyên là về thiết kế đi, thì bây giờ Nguyên chỉ sử dụng đúng cái điểm mạnh này để làm poster cho các anh chị thôi. Hay là ví dụ như các anh chị mà ví dụ như đi du lịch mà muốn chỉnh hình đấy, gửi qua cho Nguyên chỉnh cho ha, Nguyên chỉnh hình cho các anh chị là đẹp như tiên nữ đó, thì đó là những cái điểm mạnh của mình. Thì bây giờ mình chỉ dùng để mình làm poster và mình chỉnh ảnh thôi các anh chị, còn thực sự là trong công việc của mình hiện tại thì không cần đến cái việc là mình vẽ hay là mình thiết kế nữa các anh chị ạ. Nhưng mà tại vì sao? Mình rất là yêu thích vẽ đúng không, mình rất là yêu thích thiết kế, nhưng mà tóm lại là mình làm hoài nhưng mà cái thu nhập của mình nó không có tăng. Đúng rồi, anh chị nào mà muốn chân dài miên man này, da trắng hồng này đó, gửi qua cho Nguyên, Nguyên chỉnh hết. Anh chị ví dụ như là mình muốn trẻ la bao nhiêu tuổi đó thì đưa cho Nguyên làm, Nguyên làm hết, biến các anh chị thành như hoa hậu, như hot girl hết nha. Rồi quay lại câu chuyện của chúng ta, thì có những cái việc nó thuộc về sở trường của mình sẽ làm rất tốt việc đó. Tuy nhiên mình làm rất tốt việc đó nhưng mà nó lại không mang lại cho mình nhiều tiền. Thì cái dấu hiệu làm sao để các anh chị biết? Đó là các anh chị phải xem thử cái kết quả lợi nhuận của mình này, nó qua từng tháng này, nó qua từng năm này, nó có sự tăng trưởng hay không. Nếu thực sự mà các anh chị đang làm một cái việc mà nó có sự tăng trưởng liên tục ấy, giống như là theo cái công thức của nhóm học tập mình đi, thì ít nhất là tăng 130% ấy. Hay là hạn như mà anh chị nào mà cái con số tài chính của mình nó càng lớn rồi, thì các anh chị chỉ còn là mỗi tháng các anh chị tăng 10%, tăng 110% thôi, các anh chị tăng nổi không? Hay là cái doanh số của cái công việc hiện tại của mình nó đang đi ngang, có thể là trong thời gian đầu các anh chị làm đó, nó sẽ có sự đi lên, nhưng đến một cái đỉnh điểm nào đó rồi nó sẽ có sự đi ngang. Và các anh chị hiểu cái sự đi ngang này là cái gì, cái là cái gì mấy các anh chị? Nó là cái điểm ngưỡng giới hạn của mình ấy. Anh chị nào hôm trước có học cái chuyên đề Nguyên, Nguyên có chia sẻ đó là cái điểm ngưỡng của mình. Và cái điểm ngưỡng đó là nó xuất phát từ cái việc là mình đang làm cái công việc nó không thông minh, làm việc không thông minh. Làm việc mà không thông minh ở đây nó có hai cách hiểu. Thứ nhất là bạn làm chỉ làm việc chăm chỉ cần cù thôi mà nó không phải là cái điểm mạnh của mình, thì đó là cái sự không thông minh. Và cái sự không thông minh ở đây nó cũng xuất phát từ cái việc là mình đang làm một cái lĩnh vực, một lĩnh vực, nhưng cho dù mình làm cái lĩnh vực đó tốt như thế nào nhưng cũng không giúp cho mình có được cái lợi nhuận cao, thì đó là do mình đã lựa chọn sai cái lĩnh vực rồi, và lựa chọn sai cái lĩnh vực nó không có sự tăng trưởng rồi. Và khi các anh chị làm việc như vậy thì có thông minh không ạ? Không. Thay vì cái nguồn lực của mình, thay vì cái sức khỏe của mình, cái thời gian của mình dành cho một cái công việc mình, nó tạo ra cho mình cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn và có sự tăng trưởng liên tục qua thời gian, thì chúng ta lại tham gia vào cái lĩnh vực và chúng ta kinh doanh một cái lĩnh vực mà nó không có sự tăng trưởng, hay cái sự tăng trưởng nó quá thấp. Mà lưu ý nhé, đi ngang một thời gian, anh chị nào ở đây mà đang bị lợi nhuận đi ngang nhá, là đi ngang một thời gian thì nó sẽ là cái biểu hiện của sự đi xuống nha. Vài bữa nữa mà không có thay đổi là nó sẽ đi xuống đó. Và đó là sự lựa chọn của Nguyên. Và để mà giống như Nguyên này, Nguyên từ cái việc là mình giỏi về vẽ đúng không, mình làm thiết kế này thực sự là mình làm rất là giỏi, rất là thuận tiện luôn, nhưng không giúp cho mình mang lại kết quả thì sao ạ? Mình phải thay đổi. Và có những cái điểm mạnh nha, mà cho dù các anh chị làm bất cứ một cái ngành nghề nào, các anh chị cũng cần những cái điểm mạnh này. Các
Ví dụ như khi nãy là cái điểm mạnh của Nguyên là cái điểm mạnh về vẽ bởi thiết kế gì đó thì nó chỉ dùng cho đúng một cái lĩnh vực thôi. À, đó là cái lĩnh vực mà thời trang nghệ thuật của mình. Nhưng mà có những cái điểm mạnh khác mà các anh chị bắt buộc phải phải phát triển nó lên, cho dù hiện tại nó đang là điểm yếu của mình. Và đây là những cái điểm mạnh mà đây là một trong số, có thể là một trong số những cái điểm mạnh thì mình có thể nêu ra cho các anh chị một số những điểm mạnh mà chúng ta, cho dù chúng ta làm ở bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta cũng cần điểm mạnh này để chúng ta có thể thành công được. Còn đôi khi những cái điểm mạnh về chuyên môn ấy, nếu nó giúp chúng ta thành công thì rất tốt rồi, nhưng nếu nó không giúp chúng ta thành công thì các anh chị nên xem lại công việc của mình ha. Rồi điểm mạnh thứ nhất đó là cái sự kỷ luật, sự kỷ luật. Và đặc biệt là với chia sẻ thêm cho các anh chị nào mà đang nuôi con nhỏ nhé, ví dụ như các bé nhỏ thì cái giai đoạn từ khi bé còn bé bé tới khoảng tầm 5-6 tuổi, các anh chị 5-6 tuổi, khoảng 6-7 tuổi gì đó, thì các anh chị phải phát triển cho bé về cái sự kỷ luật. Đây là cái giai đoạn mà phát triển cái sự kỷ luật cho bé rất là tốt, kiểu như là phải ăn ăn ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, giờ nào việc nấy, mình sẽ như đó là cái sự kỷ luật đơn giản như vậy. Thì mình hãy rèn cho bé từ khi còn nhỏ thì sau này mình sẽ tạo được một cái nếp. Còn bây giờ nhiều bậc phụ huynh cứ nghĩ là con mình còn nhỏ thì cần gì dạy, nhưng mà thực ra cái lúc mà còn nhỏ là cái lúc mà cái thời kỳ rất quan trọng để định hình tính cách của một đứa trẻ. Và chúng ta hãy rèn cho con nhỏ của mình cái sự kỷ luật khi nó còn bé, rèn sự kỷ luật. Và bản thân các anh chị cũng phải xem là các anh chị có cái sự kỷ luật hay không. Kỷ luật nó mới giúp chúng ta mang lại cái sự thành công các anh chị. Và nếu như mà các anh chị đau đói nha, mình cảm thấy mình thiếu cái sự kỷ luật, thì bây giờ mình hãy rèn giũa lại, mình phải cần thời gian cho cái sự rèn giũa đó, đúng không? Cần thời gian. Nhưng mà bây giờ nói là cần thời gian, không phải là các anh chị trì hoãn, không phải là trì hoãn nhé, khác với việc là trì hoãn nhé. Cần thời gian có nghĩa là hôm nay mình kỷ luật gọi là 50%, ngày mai mình phải kỷ luật 51%, ngày kia mình sẽ kỷ luật tăng lên 52%. Đó là các anh chị cứ dùng một công thức là tốt hơn 1% mỗi ngày, nhưng mình phải có cái sự thay đổi, mình phải có cái sự kỷ luật hơn mỗi ngày, chứ không phải là từ từ là kỷ luật, từ từ là tập luyện thì chúng ta cứ hẹn ngày mai thì không phải nha, mà là chúng ta phải có cái sự kỷ luật, mà phải xác định rõ là mình phải luyện tập cái sự kỷ luật này ngay bây giờ, ngay lúc này ha. Tốt hơn 1% mỗi ngày thôi, kỷ luật hơn 1% mỗi ngày thôi. Hôm nay mình nói mình đọc sách thì mình phải lấy sách ra đọc, hôm nay mình nói mình chép livestream đúng không, mình phải lấy livestream ra đọc, hôm nay mình hứa là mình vào Zoom học đúng không, hứa là dậy sớm đọc sách đúng không, phải kỷ luật, phải kỷ luật của mình. Hay là kỷ luật trong cái việc là chẳng hạn như đọc sách thì không có mở điện thoại ra xem, đang làm việc với khách hàng thì đang làm việc với khách hàng thì phải tập trung làm việc với khách hàng, không có làm việc ngoài giờ. Đó là những cái sự kỷ luật ha. Và cái kỷ luật nó mới tạo nên sức mạnh được. Mà cái này mình, nếu mà anh chị em nào may mắn mình được rèn luyện từ nhỏ thì rất là tốt, còn nếu mà chưa chưa được rèn luyện thì bây giờ phải rèn luyện nha. Đây là một cái điểm mà nếu các anh chị có sẵn thì sẽ rất là tốt, là một cái điểm mạnh rất tốt. Còn nếu như đây là một cái điểm yếu của mình thì mình phải phát triển nó lên. Rồi thứ hai, đó là cái tinh thần tích cực ha. Thì cái này thì nó cũng giống như cái phần về thái độ ha. Mình phải có cái tinh thần tích cực, gọi là một người mà tràn đầy năng lượng. Một cái điểm mạnh của mình là tràn đầy năng lượng. Ví dụ như là các anh chị thích thích nhìn thấy một người mà luôn vui vẻ, luôn tươi cười nhiều hơn là một người mà suốt ngày cứ ủ rũ đúng không ạ? Và mình hãy biến cái việc mình tràn đầy năng lượng này, tích cực này, nó là một cái điểm mạnh của mình. Khi mình tích cực thì mình sẽ thu hút những người tích cực đến, mà khi mình cứ ủ rũ, mình cứ cau mày này thì mình sẽ thu hút những con người khó tính đến với mình. Và mình hãy cười nhiều lên, tập cười, tập vui vẻ, tập tràn đầy năng lượng, để thu hút những cơ hội, thu hút sự giàu có đến với mình, mình thu hút sự thịnh vượng sung túc. Và năng lượng nó có tính lan tỏa, anh chị. Các anh chị muốn mình là người năng lượng, mình là người tích cực đúng không? Các anh chị hãy có cho mình những người bạn năng lượng và tích cực, thì các anh chị sẽ dễ dàng trở thành người năng lượng tích nha. Bí kíp năng lượng có tính lây lan. Nếu các anh chị có một người bạn thân, hay là một nhóm bạn thân, hay là mình có một cái môi trường mà những con người tích cực, thì các anh chị sẽ trở thành người tích cực thôi. Rồi cái điểm mạnh thứ ba mà chúng ta phải phát huy nha,
Nó là cái điểm mạnh về sự uy tín. Sự uy tín, đúng là cái uy tín này mình phải đưa lên hàng đầu. Kỷ luật và uy tín, kỷ luật và uy tín nó là hai cái điểm hàng đầu. Về cái sự kỷ luật này rất rất quan trọng nha. Đầu tiên mình phải giữ lời hứa với chính mình. Giữ lời hứa với chính mình được thì mình sẽ giữ lời hứa với người khác được. Ngày xưa mà Nguyên tuyển dụng nhân sự các anh chị, thì cái mà Nguyên đặt ra cho nhân sự của mình cao nhất đó là cái tính giữ lời hứa với tính uy tín. Vì cái công việc Nguyên thì đòi hỏi là nhân sự phải tự làm. Nên là nếu như mà nhân sự không uy tín, không kỷ luật ấy, mình không có thể nào mà đi theo mình quản người ta được. Người ta phải tự quản lý được chính bản thân họ. Và nếu như họ là người uy tín này, thì họ sẽ không thất hứa với chính bản thân họ. Ví dụ như là họ nói là họ sẽ hoàn thành xong cái công việc này vào ngày hôm nay hay ngày hôm nào đó thì người ta sẽ hoàn thành. Là Nguyên chỉ tuyển dụng những người có sự uy tín thôi, tuyển dụng những người biết hiểu lời hứa thôi nha. Còn chúng ta tuyển dụng những người mà không giữ lời hứa, chúng ta không thể nào mà cứ ngồi mà chúng ta canh họ làm được các anh chị. Nên các anh chị phải đưa cái tiêu chí là giữ lời hứa lên hàng đầu, kể cả với khách hàng thì sao. Với khách hàng thì cái người nào muốn ký cái hợp đồng là sẽ ký cái hợp đồng ngay, chứ không có rè rà dây dưa ra. Nói hôm nay ký kết thì hôm nay phải ký kết. Nếu như hôm đó mà không một cái việc nào đó mà không ký kết được thì phải hẹn lại mình một cách rõ ràng, chứ không thể nào mà cứ lơ lơ qua cho qua chuyện là không có được. Đó cũng là thể hiện cái việc là họ có giữ lời hứa hay không. Và trong kinh doanh ấy, thì cái lời hứa nó quan trọng hơn là cái hợp đồng rất nhiều. Anh chị nào kinh doanh đồng ý Nguyên ạ. Hợp đồng nó không là cái gì đâu các anh chị. Quan trọng là các anh chị hợp tác với người nào mà người ta biết giữ uy tín ấy. Còn nói thật là hợp đồng không có ai đem nó kiện kiện tụng nhau cả. Nó kiện tụng nó mệt, nó phức tạp lắm. Và mình chỉ nên làm việc, mình hợp tác với những người mà có uy tín thôi. Họ biết giữ lời hứa. Mình làm việc với họ rất khỏe. Còn làm việc với những người mà cho dù mình đòi người ta hợp đồng nha, nhưng mà tới lúc người ta lật đọc của mình, thiệt sự là những cái ca đó thì mình không muốn làm việc, không muốn nói gì luôn ấy. Đó. Nên là chúng ta phải đặt cái uy tín ở hàng đầu. Bản thân chúng ta phải là trở thành người uy tín thì chúng ta mới có thể thu hút được uy tín đến mình được. Nha. Bạn nào nhóm Nguyên thì nhớ để ý nha. Nguyên rất là thích người uy tín. Nên là nhỡ mà các bạn mà không uy tín thì lo mình tập lại nha. Rồi một cái nữa, đây cũng là một cái rất rất quan trọng luôn. Đó là cái tinh thần học hỏi các anh chị. Các anh chị biết là một người thông minh ấy, mình cứ nghĩ là một người thông minh là cái người mà biết tất cả, biết rất nhiều thứ đúng không? Thực ra một người thông minh là một người mà họ biết hỏi, họ biết đặt câu hỏi đúng, họ luôn luôn đặt câu hỏi, họ làm cái gì không hiểu họ sẽ đặt câu hỏi. Đó là những người thông minh. Và những người thông minh họ luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi. Họ làm cái này không được, làm cái gì không được, họ luôn tự đặt cho mình câu hỏi. Và thứ nhất là họ có thể tự động tìm kiếm câu trả lời đó cho mình. Thứ hai nữa là họ có thể hỏi người khác, nhưng họ luôn đặt câu hỏi làm thế nào để tôi làm được cái này, làm thế nào để tôi làm được cái kia, làm thế nào để tôi xây dựng mối quan hệ này, làm thế nào để tôi có thể làm được cái việc này. Luôn luôn đặt câu hỏi, chứ không phải là khi họ làm cái việc đó họ không được rồi bắt đầu họ nói là cái việc này khó quá, chắc mình chưa có làm được đâu. Không có làm, không, họ không bao giờ nói như vậy. Mà khi họ không làm được họ sẽ đặt câu hỏi. Và người thành công ấy, phải có cái tinh thần, đó là cái tinh thần học hỏi. Tinh thần học hỏi ha. Và một cái câu tối kỵ, đó là câu tôi biết rồi. Tôi biết rồi, khi các anh chị nói còn tôi biết rồi thì các anh chị đang đóng tất cả những cái mình suy nghĩ, đóng tất cả những cái neuron thần kinh của mình lại. Và kể cả mà khi các anh chị đạt được một sự thành công rồi nhá, thì luôn luôn có những người giỏi hơn mình, luôn luôn có những người kiếm tiền hay hơn mình. Mình hãy đến mình hỏi họ. Luôn luôn chúng ta luôn luôn có những người mà giỏi hơn mình các anh chị. Các anh chị cứ thấy các tỷ phú vậy đó, tỷ phú giàu nhất thế giới đúng không? Nhưng mà họ chỉ giàu thời gian thôi, sau này sẽ có người giàu hơn họ mà. Bây giờ bác á, Elon Musk này, hay là bác á, với lại bác á, gì bác nói tên bác khó đọc quá, Bernard đó, ông Nốt. Thì hai bác nó đang tranh nhau vị trí là top 1 giàu nhất hành tinh đúng không? Nhưng mà sau này trong tương lai sẽ có nhiều bác khác lên nữa. Và cho dù chúng ta là người giỏi nhất thế giới thì đôi khi chúng ta cũng phải biết hạ cái tôi xuống để chúng ta học hỏi, chứ đừng nói là các bạn chỉ là mình chỉ còn đang chưa có những cái thành công gì thực sự lớn. Nên là những người thành công, cho dù họ càng thành công bao nhiêu, họ càng đạt được kết quả tài chính lớn bấy nhiêu, họ vẫn luôn luôn có tinh thần học hỏi.
nha. Cái người thông minh ấy, cái người có trí tuệ là người biết hỏi chứ không phải là người biết tất cả. Và chính vì họ biết hỏi liên tục như vậy cho nên họ mới biết, họ biết tất cả mọi thứ. Rồi thì đó là một cái thói quen của người thành công ha, đó là cái thói quen làm việc work smart. Work smart ở đây đó là chúng ta phải tập trung phát triển những cái điểm mạnh của mình, những điểm mạnh nào mà để chúng ta có thể thu hút sự giàu có đến với mình. Thì ở đây là Nguyên đã nêu cho các anh chị là bốn điểm mạnh ha, phát triển những cái điểm mạnh đó. Và các anh chị cứ xem lại bốn điểm mạnh đó thì các anh chị có đồng ý với Nguyên là bản thân các anh chị nhé, có muốn làm việc với một người như vậy hay không? Các anh chị có muốn làm việc với một người mà có cái sự kỷ luật này, có sự uy tín này, luôn luôn học hỏi này và có cái tinh thần tích cực? Bản thân các anh chị có muốn làm việc hay không? Thì khi chúng ta trở thành con người như vậy thì chúng ta sẽ thu hút cơ hội, chúng ta sẽ thu hút khách hàng, thu hút cộng sự và những người tuyệt vời đến làm việc của mình. Rồi tiếp theo một cái tư duy ngắn thôi nhé, một cái thói quen ngắn thôi của người thành công mà mình muốn chia sẻ. Đúng là hôm nay thì chia sẻ ba ba tư duy, ba thói quen ha, nhưng mà thời lượng thì có hạn nên là thôi chia sẻ một cái cuối cùng thôi nha. Thì đó là cái thói quen mà những người thành công ấy họ sẽ luôn có cái sự họ biết là họ sẽ phải đánh đổi, họ sẵn sàng đánh đổi để họ có được cái điều họ muốn, đặc biệt là đánh đổi tiền bạc để lấy trí đặc biệt là đánh đổi tiền bạc để lấy trí tuệ. Và những người thành công họ sẽ biết rằng là nếu như muốn có cái con số tài chính cao hơn thì họ sẽ bắt buộc họ phải có người có trí tuệ. Còn những người mà họ có tư duy của họ tư duy nghèo ấy các anh chị, thì họ sẽ gọi là ăn chắc mặc bền, muốn mua cái gì đó là mua cái gì nó hiện vật, mua cái mà có hiện vật rõ ràng, mua cái xe, một cái nhẫn, một cái điện thoại này. Nó có hiện vật rõ ràng. Còn bây giờ mua trí tuệ, xong bây giờ mua trí tuệ xong rồi không biết là trí tuệ đó là nó hình dạng như thế nào, xong rồi không biết cái trí tuệ đó là có giúp cho mình đạt được cái gì hay không. Đó là những người mà thành công thì họ sợ hãi, khi mà phải mua những cái mà những cái tài sản vô hình, trong khi những người thành công thì họ có cái tư duy là họ sẵn sàng họ đánh đổi tiền bạc, những cái thứ mà những cái thứ vật chất thôi, nhưng mà để đánh đổi lại là cái tài sản vô hình rất là lớn mà để giúp họ mang lại cái sự thành công cho họ nha. Hay là tư đánh đánh đổi gì nữa anh chị, chẳng hạn như bạn muốn có một cái thân hình đẹp đúng không, thì mình phải đánh đổi bằng cái việc là mình phải đầu tư cho sức khỏe của mình, đầu tư cho dinh dưỡng của mình, đầu tư cho cái việc mình phải đi tập gym mỗi ngày này, chẳng hạn như mình phải đi tập tập yoga này, hay là mình phải coi lại cái thói quen ăn uống của mình xem mình ăn uống có tốt hay không. Thì đó là chúng ta còn phải đánh đổi trong cái việc mà chúng ta muốn có một sức khỏe tốt, chúng ta muốn có một cái vóc dáng đẹp thì chúng ta phải có sự đánh đổi, luôn luôn có sự đánh đổi anh chị. Nhưng mà đa phần thì chúng ta cái tâm lý của mình sẽ là cái tâm lý mà thích nhận hơn, thích nhận cái lợi ích về mình hơn là cái việc mà chúng ta muốn cho đi một cái gì đó để đổi lại một cái gì đó. Các anh chị có đồng ý không? Chẳng hạn như là sản phẩm giảm giá thì ai cũng thích cả, sản phẩm không đồng thì ai cũng ào vào mua cả. Nhưng mà nói là bạn hãy cho đi trước đi, bạn hãy, hãy cho đi trước để bạn có thể đổi về, thì đôi khi là chúng ta chùn bước lại, phải thay đổi tư duy như các anh chị. Kể cả trong kinh doanh ấy, thì chúng ta phải biết cho trước khi nhận. Ví dụ như là gì ạ? Mình có thể thấy là ngày xưa ấy, thì có những cái sản phẩm kinh doanh không đồng đó các anh chị, sản phẩm kinh doanh không đồng ấy, thì đó cũng là một trong những cái hình thức mà doanh nghiệp họ cho đi trước, cho đi những cái sản phẩm có giá trị với khách hàng, nhưng mà đổi lại là đổi lại lấy cái sự uy tín của mình, đổi lại lấy cái sự yêu thích của khách hàng. Hay là như bây giờ ấy, thì rất là nhiều những cái người mà thành công ha, thì họ chia sẻ kiến thức, thì đó cũng là một cách họ cho đi. Thay vì họ cho một cái sản phẩm không đồng thì bây giờ họ cho một cái tài sản về trí tuệ, cho đi kiến thức không đồng, tặng kiến thức. Đây là giống như câu lạc bộ mình cũng đang tặng cho các anh chị rất là nhiều kiến thức mà, nhưng mà không phải là làm từ thiện. Những anh chị, nhiều anh chị cứ bảo là nói chung là về cái quy luật nhân quả thì mình đương nhiên là mình hiểu là quy luật nhân quả là mình cho đi, gọi là cho đi một bầu trời quả ngọt ha, thì gieo nhân tốt để gặp bầu trời quả ngọt đúng không? Thì theo quy luật nhân quả là như vậy,
Nhưng mà thật sự các anh chị cũng phải hiểu rằng là à đây là chúng tôi kinh doanh, ở đây là kinh doanh các anh chị, thì là thay vì là trao cho mình một cái sản phẩm nào đó, thì bây giờ ở đây thì tổ chức những buổi dâm chia sẻ kiến thức, ha, tìm kiếm con người tài năng về làm việc cùng. Thì cái này nó có liên quan đến một cái tư duy sâu nữa. Nha nha các anh chị tỉnh táo lên nha, chứ nói thật với các anh chị nhiều khi các anh chị cứ cảm ơn Nguyên như là thì cảm ơn Nguyên thì đúng rồi, nhưng mà tóm lại là ở đây là đang kinh doanh, mọi người đang kinh doanh chứ không phải là mọi người cho kiến thức từ thiện. Nhiều khi các anh chị cảm ơn nhiều quá là Nguyên thực sự cũng ngại. Trao đi kiến thức nhưng mà mục mục đích là để tìm kiếm những con người. Rồi, rồi các anh chị muốn kinh doanh của một câu lạc bộ không nè? Và đây cũng là một cái chiến lược là cho trước khi nhận. Còn nếu như mà chúng ta với cái tâm lý là gì chúng ta sợ cho đi, chúng ta sợ cho kiến thức, chúng ta sợ cho những cái bí kíp, thì người khác lấy những cái bí kíp của mình ấy, các anh chị giữ khư khư những bí kíp ấy. Ví dụ nhé, ví dụ như Nguyên chia sẻ cho các anh chị những cái kiến thức mà giúp các anh chị kiếm kiếm ra tiền đi. Sau này nhé, ví dụ như Nguyên có một cái địa vị gì đó mà Nguyên cũng cần các anh chị hỗ trợ, chắc chắn các anh chị cũng sẵn sàng hỗ trợ Nguyên đúng không? Nhưng mà nhỡ như bây giờ Nguyên là người ích kỷ đi, mà Nguyên cứ giữ khư khư những kiến thức mà Nguyên biết này, hay là Nguyên chia sẻ nhưng mà Nguyên không có chia sẻ hết này, thì đơn giản như vậy thôi. Sau này Nguyên có việc gì Nguyên nhờ nhờ các anh chị, chắc gì các anh chị vui vẻ, các anh chị chia sẻ lại cho Nguyên. Mà đôi khi là các anh chị chia sẻ nhưng mà chị chia sẻ không đúng nè, nhưng mà nếu như mình mà đối xử một người đó bằng hết cái tâm của mình thì chắc chắn cái người kia họ cũng sẽ trao tương tự mà, tương tự lại bằng chính cái tâm của họ. Nên là nhắc với các anh chị là ví dụ như cái tư duy mà phải cái thói quen mà phải biết đánh đổi này, hay phải biết cho đi trước ấy, thì cho dù mình cho đi với mục đích là kinh doanh nhưng mình cũng phải cho với cái tâm của mình. Ví dụ như là các anh chị cho những cái sản phẩm không đồng nhưng mà là những cái sản phẩm tốt, chứ không phải là các anh chị cho những sản phẩm không đồng để giới thiệu cho khách hàng nhưng mình lại kiếm những cái sản phẩm mà nó không tốt của thị trường, hay là những cái sản phẩm mà ế. Có nhiều người mà họ giải quyết đơn hàng toàn bằng cách là họ cho những cái sản phẩm ế anh chị, thì nó đâu có mang lại cái hiệu quả gì đâu. Những cái sản phẩm ế là những sản phẩm mà không đẹp, không có chất lượng đúng không ạ? Thì cho đi như vậy thì nó không có kết quả gì cả. Hay là mình cho đi những cái dịch vụ chăm sóc khách hàng thì mình cũng phải cho bằng hết cái tâm của mình, chứ không phải là mình cho với cái kiểu là mình làm cái này miễn phí, làm cái kia miễn phí, đây là hàng tặng cho nên là mình làm không có bằng hết cái tâm của mình, thì đó không phải là các anh chị đang cho đi, mà là các anh chị đôi khi nó đang đi sai, đang bị vụ lợi quá ha. Và khi mà các anh chị phát một cái trường năng lượng mà vụ lợi quá thì tương tự như vậy những cái người khách hàng đến với các anh chị họ cũng chỉ nhận lấy những lợi ích thôi, chứ họ không là trao trao cho anh chị cái giá trị tương đương về mặt tiền bạc. Các anh chị hình dung ạ, những người thành công, nhắc lại nhé, những người thành công là những người mà họ có cái tư duy là sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng cho đi trước để có thể nhận về được nhiều hơn. Nhưng cho đi ở đây là họ cho đi thật sự, chứ không phải là cho đi những cái sản phẩm kém chất lượng, những cái sản phẩm không tốt. Thì đó. Hay là gì ạ? Tất cả cái sự thành công của mình nó đến đều có cái giá đúng không? Ví dụ như cái giá của sự thành công nè, nếu như anh chị em nào mà muốn thành công để muốn có kết quả tài chính lớn này, thì bắt buộc một điều các anh chị phải kinh doanh. Không những kinh doanh mà các anh chị bắt buộc các anh chị phải ra những thành phố lớn mới có thể kinh doanh được. Còn nếu như mà chúng ta kinh doanh trong một cái tâm thế rằng là mình muốn giàu có trong một cái tâm thế rằng là sợ rủi ro, sợ ra kinh doanh, hay là chỉ muốn ở quê thôi, bởi vì ở quê thì nó gần gần gia đình rồi nó dễ chịu hơn là ra cái thành phố, thì đó là các anh chị đang không có cái tâm, đang không có cái tư duy là sẵn sàng đánh đổi để có được. Muốn giàu có thì phải ra kinh doanh, muốn giàu có thì chúng ta phải có cái tâm thế là chúng ta phải chịu trách nhiệm, muốn giàu có thì chúng ta phải vượt qua giới hạn bản thân của mình đó. Ví dụ như anh chị em nào muốn giàu nha, muốn thành công hơn này, nhưng mà mình còn đang sống ở trong cái vỏ ốc của mình ấy, đó thì là các anh chị còn đang ở trong cái vùng an toàn thôi, các anh chị chưa có thực sự đánh đổi một cái gì cả. Và khi mình còn chưa đánh đổi một cái gì thì các anh chị không thể nào có được cái điều mà anh chị muốn, và cái mục tiêu của mình càng cao nha. Ở đây có bạn nào muốn là sở hữu mà nhà nhà penthouse này, những cái căn biệt thự này, thì các bạn phải biết là các bạn sẽ đánh đổi rất là nhiều nha, đánh đổi về thời gian công sức của mình, rất là nhiều tâm sức của mình,
rất là nhiều những cái chúng ta phải đứng mũi chịu sào này, chúng ta phải chịu những cái rủi ro này, và chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong những việc mình làm này, chúng ta phải liên tục vượt qua những giới hạn của bản thân này, và chúng ta phải có một cái tinh thần mà kỷ luật cao độ này, kỷ luật cực kỳ cao độ thì các anh chị mới có thể thành công được. Và có một cái nữa là nhiều người nói là động lực á, muốn thành công là có động lực á. Thứ là động lực nó không làm gì được các anh chị, mà cái điều mà giúp chúng ta thành công đó là cái sự kỷ luật. Kỷ luật nó sẽ chiến thắng động lực. Động lực thì lúc có lúc không, nhưng nếu các anh chị có kỷ luật nha, thì cho dù hôm đó các anh chị đang rất mỏi, các anh chị đang bận, các anh chị đang không vui, các anh chị cũng phải làm. Đó là khi các anh chị có kỷ luật. Còn động lực thì sao? Khi nào vui mình có động lực, khi nào hết vui là mình hết động lực, khi nào tiền về nhiều thì có động lực, khi nào hết tiền thì mình không có động lực. Mà đối với những người kỷ luật, các anh chị, kể cả họ hết tiền, họ đang không đang trong sống một ngôi nhà mà rất là chật hẹp, rất là khó chịu, nhưng họ vẫn sẽ kỷ luật. Chứ họ không có đợi mà thời cơ, không không có đợi là phải vui vẻ, không có đợi là sẽ có người này người kia hậu thuẫn, không có phải đợi là phải có người truyền động lực cho mình thì mình họ mới làm, mà là họ làm bằng cái sự kỷ luật đó. Các anh chị muốn thành công thì các anh chị phải đánh đổi, đánh đổi nó là cái sự kỷ luật của mình này. Kỷ luật mình chịu trách nhiệm này, vượt giới hạn bản thân này đó. Rồi, phải đánh đổi nha. Và cái tư duy này nè thì nó sẽ khác với cái việc cái tư có một cái tư duy rất sai lầm về cái sự đánh đổi, đó là muốn giàu có, muốn thành công thì sẽ đánh đổi sức khỏe hay đánh đổi gia đình của mình để đạt được sự thành công. Thì đây là một cái tư duy sai lầm với các anh chị. Các anh chị đừng có đánh đồng là nguyên nó đánh đổi thì các anh chị là đánh đổi cả sức khỏe hay là cả một mối quan hệ gia đình để chúng ta có được cái sự thành công. Không phải nha, nó là việc khác. Chúng ta phải có tư duy là giờ được tất cả, có tất cả, sở hữu tất cả. Các anh chị như là ở đây là chị đang nói về cái sự nỗ lực của mình này, cái sự mà mình phải cho đi trước này, mình phải trao đi giá trị trước này, mình trao đi giá trị trước. Vậy có phải có sự kỷ luật này, hay thậm chí các anh chị muốn có một cái mối quan hệ chất lượng đúng không, muốn có người giàu mà hỗ trợ cho mình này, người giàu cầm tay chỉ việc cho mình này, mình cũng phải biết đánh đổi về thời gian này, tiền bạc này, hay là công sức này, để có người giàu chỉ cho mình làm. Đó, đó là cái sự đánh đổi, chứ không ở đâu ra mà tự nhiên có người giàu ở trên trời rơi xuống mà tự nhiên mà dạy cho mình kinh doanh, mà không có cần các anh chị mà đánh đổi cái gì đâu. Cho dù không phải là tiền bạc này thì cũng đó cũng phải là công sức của các anh chị, cho dù không phải công sức thì cũng phải là rất là nhiều thời gian của các anh chị, phải có một cái sự đánh đổi nào đó. Ví dụ như là những người học việc ấy, thì chúng ta phải đánh đổi công sức của mình để chúng ta có thể làm việc không lương cho họ đó. Nha, thì chúng ta phải có cái tư duy trong việc đánh đổi. Còn một cái tư duy nó cũng có cái sự liên kết ở đây, nhưng mà chắc sợ các anh chị học nhiều quá mệt nên là chắc ngày mai chị sẽ nốt nha, mai chị sẽ nốt. Các anh chị muốn học tiếp không? Chị ánh tỉnh không? Còn học tiếp được hả? Hôm nay còn học tiếp được hả? Mọi người có muốn học tiếp không? Ô, chị Thanh Luân hôm nay chưa về nữa. Tôi chia sẻ nốt nhé, cái tư duy này nó cũng khá là ngắn thôi, tại vì nó cũng hơi liên quan đến cái tư duy là mình phải cho đi và mình phải có sự đánh đổi. Thì nó là cái tư duy nó cũng hơi liên quan tới cái bài học ngày hôm nay của mà hôm nay mình học về những điều vũ trụ ha. Đó là cái tư duy là những người thành công là những người mà họ có cái thói quen là họ sẽ mang lại giá trị, giá trị họ sẽ tập trung vào giá trị. Và giá trị ở đây á, mình sẽ nói ở khía cạnh nào. Ví dụ như nhá, các anh chị muốn giàu có thì mình chỉ có một cái cửa thôi là cửa kinh doanh nha các anh chị. Mình không có tranh cãi về việc đó nữa. Muốn làm công mà muốn giàu á, thì chưa có dễ đâu nha. Thì bây giờ mình chỉ nói đến góc độ kinh doanh thôi, thì mình muốn kinh doanh đúng không, hay là mình muốn kinh doanh thì chúng ta không thể nào kinh doanh một mình được, chúng ta bắt buộc chúng ta phải có những người làm việc của mình. Vậy thì như này nhá. Nếu như mà các anh chị muốn có những người làm việc cùng với mình, mà họ phải làm việc với mình, mà họ phải làm hết tâm sức của mình này, họ phải làm việc chăm chỉ, họ phải nỗ lực làm việc của mình ấy, gọi là những người nào mà làm việc cùng với mình mà giúp cho mình giàu có thì chỉ là những người mà chăm chỉ, kỷ luật này, thông minh này, họ làm việc bằng hết cái tâm sức này, và họ là những người làm việc giỏi này. Chúng ta phải tuyển những người lại như vậy làm việc cùng với mình thì mình mới thành công được các anh chị. Còn nếu như mà chúng ta tuyển những con người mà họ lười biếng, không lười biếng, không làm thì không làm,
nhiều khi là mình tuyển họ về xong rồi mình còn phải làm việc thay cho họ nữa, họ làm không ra việc, cuối cùng là mình phải nhào vào mình làm cái công việc của họ nữa. Thì các anh chị phải có những người thật là giỏi làm việc của mình. Vậy thì đặt câu hỏi ngược lại, mời các anh chị uống nước nha. Làm sao, là câu hỏi ngược lại nhé, làm sao để các anh chị có thể tuyển dụng được những người thật giỏi làm việc cho mình? Cũng tương tự với việc là các anh chị muốn kinh doanh thì các anh chị muốn bán một mặt hàng ấy, thì cái người đó người ta phải yêu thích cái mặt hàng các anh chị đúng không? Hay là nói đúng hơn ấy, là cái mặt hàng đó nó phải mang lại một cái giá trị nào đó cho cái người tiêu dùng, thì người tiêu dùng họ mới mua, họ mới bỏ tiền để mua đúng không các anh chị? Thì tương tự như vậy đối với việc là kinh doanh, mình muốn trở thành kinh doanh, mình muốn trở thành một người lãnh đạo, mình muốn tuyển dụng những người làm việc cho mình thật là chăm chỉ, thật là tốt, thì bản thân mình phải tự đặt ra câu hỏi là mình có mang lại giá trị gì cho người khác hay không. Mang lại, chúng ta có mang lại giá trị gì cho cái người đó hay không, mang lại giá trị cho cái người mà làm việc cùng mình hay không. Chúng ta phải mang lại giá trị thì chúng ta mới có thể thu hút được những cái người tài năng đến làm việc cho mình được các anh chị. Nó phải là một cái sự hợp tác win-win, chứ không thể nào mà chúng ta muốn làm chủ, chúng ta muốn ra kinh doanh xong rồi chúng ta bỏ tiền và chúng ta thuê người giỏi về làm việc cho mình ha. Có anh chị nào mà từng có tư duy này không ạ? Muốn kinh doanh là thuê người thật là giỏi về làm việc cho mình, sau đó mình chỉ cần trả tiền cho họ thôi. Thì đây là một cái tư duy hoàn toàn sai lầm. Và các anh chị phải có cái thói quen đó, là làm cái gì cũng phải có chủ đích, làm cái gì cũng phải, cái việc đó cũng phải mang lại giá trị. Giá trị ở đây đó, thứ nhất là giá trị về cái hàng hóa dịch vụ mà các anh chị đang kinh doanh, các anh chị đang cung cấp, và hơn nữa là cái giá trị cho cái những người nào mà đang làm việc cùng với các anh chị. Thì giá trị đó ở đâu thì nếu như mà phân tích về cái việc này thì nó cũng khá là dài, nhưng mà ngắn gọn thôi nhé, là thứ nhất là giá trị về cái sự đào tạo, thứ nhất là giá trị về việc đào tạo, thứ hai là giá trị về cái lợi nhuận mà cái người làm việc của mình có thể kiếm được. Chẳng hạn như các anh chị tuyển nhân sự về, các anh chị muốn nhân sự phải làm việc hết mình cho mình, chăm chỉ kỷ luật cho mình, nhưng cuối cùng cái lợi nhuận các anh chị mang lại cho họ hay là cái tiền lương mà các anh chị trả cho họ ấy, nó không có cao, nó không có đạt cái sự kỳ vọng, hay thậm chí nó không có giúp cho những cái người làm việc cùng với các anh chị đạt được cái sự đạt được một cái cuộc sống mà sung túc đầy đủ. Vậy thì chắc chắn cho dù các anh chị tốt cỡ nào, tình cảm bao nhiêu, nhưng mà gọi là vì cơm áo gạo tiền đúng không? Rồi anh sẽ chào chị luôn nhá. Cơm áo gạo tiền đúng không? Đôi khi chúng ta cũng phải chọn một cái nơi làm việc khác, một cái doanh nghiệp khác để chúng ta có thể cống hiến. Mình có hai cái mà một người lãnh đạo, một người chủ doanh nghiệp phải trao cho nhân viên của mình, đó là giá trị về việc đào tạo và giá trị ở cái lợi nhuận ha. Và hai cái này nó cũng đi song hành với nhau. Giống như là làm việc cùng ấy thì giống như là Nguyên là một người rất là giỏi này, Nguyên làm việc cho Miss Chim Phạm đúng không? Thì Nguyên phải xem là Miss Chim Phạm có cái tư duy giỏi hay không để mình có thể học hay không. Chứ còn nếu như mà Miss Chim Phạm là người không có tư duy rồi không có cái gì để mình học tập cả, thì đôi khi mình lại thích làm cho những người khác mà họ có tư duy cao hơn. Thì bạn mới xem là bản thân mình có cái gì để có thể trao cho người khác thì mình mới có thể có những cái người mạnh làm việc của mình được. Nha. Và chúng ta phải làm việc với nhau dựa trên cái nguyên tắc là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng hợp tác, và trân trọng đối phương. Trân trọng ở đây kể cả là các anh chị giữ một cái cương vị là mình là chủ doanh nghiệp này, hay là mình lãnh đạo này, thì mình cũng phải tôn trọng những cái người làm việc của mình, hay kể cả các anh chị là một nhân viên này, là một đối tác, một cộng sự nào đó, cộng sự này, thì chúng ta cũng phải tôn trọng. Nói chung là phải có sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Đấy, đó là cái nguyên tắc cuối cùng, đó là cái thói quen cuối cùng trong ngày hôm nay, đó là những người thành công là những người họ sẽ có cái thói quen là tạo ra những giá trị, tạo những giá trị. Nó cũng gần giống như là cái việc mình cho đi trước. Chung quy thì tất cả những người thành công họ đều tập trung một cái là giá trị, chứ không phải là đơn thuần là bạn bán cái gì, bạn cung cấp sản phẩm gì, dịch vụ gì, mà là bạn cho đi cái gì. Và làm sao để các anh chị có thể trở thành một cái người mà luôn mang lại giá trị, đó là xuất phát từ cái việc là các anh chị có điểm mạnh gì,
và làm sao để có những điểm mạnh thì các anh chị phải cần phát, và cái giá trị nó đến từ chính mình thôi, giá trị nó đến nhất là từ mình này. Và giá trị đó là những tư duy này, những cái kỹ năng mà mình có này, và cũng như là cái sự hành động của mình này, cái sự hành động chuẩn xác mình này, lòng quyết liệt của mình này. Đó, bản thân anh chị phải biến mình trở thành một người có giá trị thì mình mới có thể cho đi giá trị được, đúng không anh chị? Nên đầu tiên phải tập trung bản thân mình, phát triển bản thân mình nhiều hơn. Và quy mô của quy mô đội nhóm này, quy mô doanh nghiệp của mình này, quy mô nhân sự của mình này, nó lớn bao nhiêu này, thì nó sẽ phụ thuộc vào tư duy của chúng ta tăng lên bao nhiêu. Nó cũng giống như cái quy luật cân bằng ấy, quy luật cân bằng nói chung nó cũng hơn tương đương với quy luật cân bằng ngày hôm nay chúng ta học ấy. Thì quy luật cân bằng mà ngày hôm nay chúng ta học nha, nếu như mà mình giải thích theo cái nghĩa về kinh doanh ấy các anh chị, thì Nguyên rất là thích cái quy luật cân bằng luôn. Trong tất cả quy luật thì Nguyên thích nhất là quy luật cân bằng, vì quy luật này liên quan trực tiếp đến tổng tài sản, tổng tài sản của chúng ta, đúng không? Nó sẽ bằng giá trị nội tại của mình, mà giá trị nội tại của mình nó chính là bằng tư duy, đúng không? Tư duy cộng với giá trị mà bạn trao đi cho cộng đồng. Và cái tư duy của chúng ta càng lớn, tư duy của chúng ta càng cao, thì chúng ta sẽ càng biết vận hành một cái doanh nghiệp như thế nào, càng biết vận hành những doanh nghiệp lớn như thế nào. Cũng tương tự như vậy, tư duy chúng ta càng cao thì chúng ta sẽ biết tạo ra những cái sản phẩm dịch vụ nào để có thể phục vụ cho khách hàng. Và cái quy mô ở đây là cái quy mô các anh chị càng lớn, quy mô càng lớn thì nó sẽ tỷ lệ thuận, thì nó sẽ kéo theo cái tổng tài sản của bạn càng lớn. Và giữa cái tư duy và cái quy mô nó sẽ có luôn luôn, quy mô của mình trao đi nó sẽ luôn luôn có sự tương đồng với nhau. Tư duy của mình cao thì mình mới có thể trao đi với quy mô lớn được. Còn anh chị nào mà tư duy thấp nha, tư duy thấp mà trao đi với quy mô lớn thì gì các anh chị? Không có an toàn nha. Tư duy thấp ví dụ như là gì ạ? Chia sẻ những kiến thức không đúng nè, mà nặng nhất là tư duy thấp nè, sau đó là kinh doanh những cái sản phẩm không đúng nè, kinh doanh sai pháp luật nè. Và chúng ta chia sẻ những cái kinh doanh sai pháp luật đó với quy mô càng lớn người. Nhắc thêm với các anh chị một tí xíu nha, cái phần này chắc là mình sẽ cắt ra trên YouTube. Dạo này có một cái mô hình kinh doanh, một cái mô hình đầu tư ấy,